suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết làm ảnh hưởng đến tăng trưởng bình thường của trẻ. Bệnh phổ biến ở trẻ 6 tháng tới 2 năm tuổi, vì đây là giai đoạn trẻ cần có nhu cầu dinh dưỡng cao. Vậy tại sao con bạn bị suy dinh dưỡng? Thứ nhất, có thể do trẻ không được bú sữa mẹ đầy đủ, hoặc trẻ phải ăn dặm sớm, tức trước 4 tháng tuổi. Thứ hai, do thức ăn không hợp khẩu vị, hoặc do trẻ không được ăn đa dạng các loại thực phẩm khác nhau. Thứ ba, do trẻ thường mắc các bệnh lý nhiễm trùng như tiêu chảy, viêm phổi, run sán. Hoặc do trẻ phải dùng kháng sinh thường xuyên làm diệt bớt các vi khuẩn có lợi cho cơ thể tại đường ruột, làm giảm quá trình lên men thức ăn dẫn đến việc kém hấp thu và biếng ăn. Thứ tư, có thể do trẻ gặp phải vấn đề tâm lý khi gia đình có những hành động ép buộc quá mức để cho trẻ ăn, khiến trẻ dễ nảy sinh tâm lý sợ hãi, lâu ngày sẽ gây ra bệnh chán ăn dẫn đến suy dinh dưỡng. Vậy tác hại của suy dinh dưỡng là gì? Trẻ em bị suy dinh dưỡng rất dễ mắc phải các bệnh nhiễm trùng về đường hô hấp và đường ruột. Khả năng tử vong của trẻ bị suy dinh dưỡng cao gấp 5 đến 20 lần trẻ thường. Về thể chất, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao và tầm vóc của trẻ. Về tinh thần, suy dinh dưỡng làm giảm phát triển trí não, giảm khả năng tiếp thu và giao tiếp xã hội kém. Do đó, việc phòng tránh suy dinh dưỡng là việc vô cùng quan trọng. Suy dinh dưỡng rất có hại cho trẻ nhỏ. Vậy làm sao để biết con bạn có suy dinh dưỡng hay không? Trẻ bị suy dinh dưỡng sẽ có các dấu hiệu như sau. Về ngoại hình, suy dinh dưỡng có hai thể, thể marasmus. Trẻ sẽ có mắt trũng, cơ mặt ít, nhìn có thể thấy lộ xương mặt và xương sườn. Trẻ tăng cân rất chậm hoặc giảm cân. Thể quasco. Thường do trẻ thiếu đạm hay protein. Khi thiếu đạm, những trẻ này sẽ bị phù, tức ấn vào thấy lõm, và vết lõm vẫn còn khi bạn thả tay ra. Lớp mỡ dưới da vẫn còn nhưng cơ yếu, mặt bầu bĩnh, bụng to vì dịch trong bụng nhiều. Về vận động và tinh thần, trẻ thường xuyên quấy khóc, ít vui chơi, chậm biết ngồi, bò, đi đứng, cơ thể chậm chạp hơn hẳn bạn cùng lứa, các bắp thịt tay chân mềm nhão. Về cân nặng, trẻ chậm tăng cân, nhận biết bằng cách theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ. Trẻ tăng không được như mức dự kiến trong 3 tháng liên tiếp có nguy cơ suy dinh dưỡng cao. Vậy khi nào bạn cần đưa trẻ đi khám? Bạn cần đưa trẻ đi khám khi trẻ có các dấu hiệu suy dinh dưỡng về thể chất, vận động hoặc tinh thần như đã nêu ở trên. Hoặc khi trẻ có tiêu chuẩn chậm tăng trưởng như sau. Nếu trẻ từ 1 tới 2 tuổi không tăng cân trong vòng 3 tháng, hoặc trẻ giảm 1kg so với đợt cân trước đó. Nếu trẻ từ 6 tháng tới 1 tuổi không tăng cân trong vòng 1,5 tháng, hoặc trẻ giảm 0,5kg so với đợt cân trước đó. Nếu trẻ từ 3 tới 6 tháng tuổi không tăng cân trong vòng 1 tháng, hoặc trẻ giảm 0,25kg so với đợt cân trước đó. Nếu trẻ mới sinh tới 3 tháng tuổi không tăng cân trong vòng 2 tuần, hoặc trẻ giảm 100g so với đợt cân trước đó. Đây là dấu hiệu trẻ chậm tăng trưởng và cần được đưa đi khám bác sĩ để can thiệp. Khi bạn đưa con đến cơ sở y tế, nhân viên y tế sẽ khám và đo đạc các chỉ số, cân nặng, chiều cao, chu vi vòng tay. Sau đó so sánh theo biểu đồ tăng trưởng theo lứa tuổi để nhận diện xem con bạn có chậm tăng trưởng hay không. Nếu trẻ có chậm tăng trưởng, các bác sĩ sẽ tìm nguyên nhân. Sau đó tính toán nhu cầu năng lượng để đưa ra lời tư vấn phù hợp cho cha mẹ.